Xin chào bà con thân yêu của dì hai. Rồi hết thảy mấy bà mạnh giỏi không? Tôi đã hen, khỏe ru hả mấy má ơi. Tao nói nhớ mấy bà gần chết. Thứ bảy chủ nhật vừa rồi công chuyện lu bu, bữa nay thứ hai mới bỏ cái clip lên. Nhớ nghe, coi thấy hay, thấy ý nghĩa chia sẻ giùm. Dạ, chắc hôm nay mấy bà cũng đoán được tôi nói về vấn đề gì phải không? Dạ thưa quý vị, ông bà mình có một câu hay lắm. Hãy con vua cái nó được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Nhà giàu quá nó hay cho con nó học trường Tây trường U, chứ giọng thứ nghèo như bơ tụi mình vậy nè, tiền ở đâu mà cho học? Học trường dân lập bình thường, thấy bà nội đi chứ đừng nói à. Ừ, sẵn nhắc về cái câu đó, sẵn nhắc về cái chủ đề giàu dư nghèo, thì có một cái câu chuyện xảy ra mà hổm rày tao nói cư dân mạng ai cũng làm clip bình phẩm, tao nói quá trời, nói tao vậy minh thiên. Nhưng đa phần là mọi người chỉ đứng về một hướng. Tôi không chịu vậy. Cái tánh của tôi hồi nào tới giờ chắc bà con mình cũng hiểu. Khi mà tôi muốn nói một cái vấn đề nào đó, tôi phải tìm hiểu cho nó kỹ. Bị gì sao? Ít nhiều cái tiếng nói mình nó cũng có ảnh hưởng tới mọi người. Nếu mà mình nói nó trúng không nói gì, mình nói trật cái đâm ra mình hại cái bên còn lại. Cho nên cái hồi nào tới bây giờ tôi nói mấy bà là khi tôi nói bất kể cái vấn đề gì tôi cũng đều suy đi nghĩ lại và nắm tình hình cho thiệt chắc chắn tôi mới nói. Đâu quý vị thấy không? Giống như cái vấn đề cũng vậy. Không có lửa sao có khói? Rồi bốn mà chọi một mấy bà nghĩ đi. Bốn con cái thân hình đâu có vừa. Rồi cái con kia cũng đối thủ cũng đâu có vừa. Mà bốn mà chọi một mấy bà nghĩ đi, hỏng chột nó cũng què. Mà tại sao con nhỏ kia nó thắng? Rồi hổm rày có xuất hiện vài đoạn clip nho nhỏ quay về cái vấn đề mà cái buổi mà kêu bằng á là gọi là tác động vật lý cho nhau. Mấy má ơi, nó nghe nè, con nít con nôi nó hiềm khích với nhau, nó quánh lộn với nhau. Bị gì sao? Nó là con nít, nó non người trẻ dạ, hả không? Nó không biết, nó quánh lộn quánh lạo trong trường. Thì thôi, hãy mình là người lớn, mình cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ biết. Dẫu biết rằng cha mẹ nào cũng thương con hết ráo á, không có cha mẹ nào không thương. Trời đất ơi, con mình mà 9 tháng người mà cu mang nặng đẻ đau, rồi cho nó học trường Tây như vậy. Thứ nhất là phải có điều kiện nè, đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai là cái gì? Là phải kêu bằng là thương con dữ dằn lắm thì mới cho con đi học tới cái trường Tây. 1 năm 600-700 triệu, chưa kể những cái tiền linh tinh đã phải đơn giản. Nếu mà những nhà nghèo làm gì có đủ tiền mà cho con học cỡ đó. Cho nên ở đây tôi nói với mấy bà rồi, vốn dĩ tụi nó là con nít, mình thương con mình. Dĩ nhiên là một người cha người mẹ khi mà nghe đụng tới con của mình thì dĩ nhiên mình binh. Nhưng mình binh như thế nào cho nó đúng, mình binh như thế nào cho nó phải. Bị vì sao? Bị vì mình là giàu, mình là dân có học thức, thì mình binh con nó cũng phải trong khuôn khổ có học thức. Chứ không phải mà mình lên cái mình nói nhăng nói cội, mình dẫn dắt dư luận. Rồi mấy má dư luận cũng ngộ lắm, không tìm hiểu cho kỹ, không đợi sự việc nó rõ rõ ràng ràng để hãy nói, đu đeo bám vô mấy cái lượt view, bám vô mấy cái lượt cái bằng là lượt like, lượt share để làm cái gì? Mấy má nói như vậy, tôi nói mấy má nghe nè, cái sức ảnh hưởng của mấy má đó, nói người ta nghe, người ta theo, thấy không? Người ta nghe mấy má, người ta like, người ta share cho mấy má. Rồi bây giờ sự việc đổ bể ra như vậy, giống như mình đang hại cái đứa nhỏ còn lại. Tụi nó con nít, ăn chưa no, lo chưa tới. Mấy bà thấy mấy bà dồn như vậy, một cái đứa trẻ nó bị tâm lý như vậy và nó ảnh hưởng tới cái kêu bằng là cái chuyện gia đình của nó. Thấy làm sao? Hả dạ chưa?
Vừa lòng chưa? Vừa rồi nó có một cái bức tâm thư nó viết lên, nó bày tỏ hết những cái gì mà trong sự việc đó. Và đặc biệt là với hiện thời là cơ quan điều tra, người ta đã cũng nhúng tay vô rồi. Người ta trích xuất camera rồi, người ta làm đủ trò hết. Rồi nó cũng ra ngô ra khoai thôi. Ở đây á, khuyên là thứ nhất, các vị phụ huynh. Có nghĩa là nếu như mấy bà mua gánh bán bưng, tôi nói mấy bà nghe nè. Dù cho có mua gánh bán bưng, dù cho những người mà coi như là kém học thức cỡ nào đi chăng nữa, thì mỗi người đều có một cái cách xử lý khác nhau. Mình không phải mình phân biệt những người mua gánh bán bưng là những người không biết về vấn đề xử lý tình huống, không biết cái phải cái trái. Nhưng ở đây tôi chỉ nói đơn giản vậy nè. Mình là dân có học thức, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, mình là dân có tiền. Mình ngồi trên cơ bản là cũng gọi là trên đầu thiên hạ rồi. Cho nên mình nói cái gì nó phải cho nó trúng. Mình nói cái gì phải cho nó đúng. Bởi vì sao? Trẻ con nó là tờ giấy trắng. Nó sẽ ảnh hưởng bởi cách sống và cách giáo dục từ gia đình cho... Có nghĩa là cái giáo dục là từ gia đình trước, rồi sau đó nó mới tới trường học, và sau trường học đó mới là xã hội. Nó nên nó hư cơ bản. Bởi vì sao? Ngôi nhà, bạn muốn cái ngôi nhà của bạn chắc chắn, bạn muốn cái ngôi nhà của bạn kêu bằng là gọi là không siêu dẹo, không đổ, thì cơ bản khi bạn xây nhà, bạn phải làm cái nền móng nó thiệt là chắc, đúng chưa? Cơ bản là nó phải từ cái nền móng. Có nghĩa là con nít cũng vậy, trẻ con cũng vậy, nó sẽ từ cái nền móng của gia đình, của cha mẹ. Nó nên nó hư là từ cái cha mẹ, sau đó từ cái trường lớp, và kế nữa là bắt đầu xã hội. Nó nên nó hư, nó tốt, nó xấu, đầu tiên trách nhiệm vẫn thuộc về gia đình. Cho nên ở đây tôi nói quý vị, đừng bao giờ, bây giờ tôi nói mấy bà nghe, mạng xã hội nó không đơn thuần chỉ là một cái công cụ để chúng ta tiếp cận với nền văn minh của thế giới, mà nó còn cho chúng ta rất nhiều những cái tiện ích. Đừng sử dụng mạng công cụ như là mục đích để mà đả phá, để mà dìm hàng, để mà làm nổi cá nhân mình và tổn hại đến những người khác. Cái điều đó không bao giờ là tốt. Bởi vì sao? Giống như cái trường hợp này thì thôi, bây giờ bên nào cũng vậy hết. Con mình bị quánh cũng nóng ruột, mà con mình bị đi thưa và đưa ra gọi là công luận thì họ cũng nóng ruột vậy. Cho nên đằng nào cũng kêu bằng là nóng ruột con mình hết. Trời ơi, con đẻ ra mà sao không thương? Nếu không thương đâu có cho nó học trường Tây một tháng 600-700 triệu. Cho nên ở đây tôi chỉ khuyên mấy má vậy nè, làm gì thì làm, nói cái gì thì nói, nói phải có hành có chấn, có đầu có đuôi, có gốc có ngọn. Mình là người tử tế, mình là người ăn học, mình là dân kêu bằng gọi là dùng cái từ đúng nghĩa là mình ăn trên ngồi trước, thì một lời mình nói ra phải đanh thép, phải xứng đáng, và trước sau vẫn phải đủ cái tầm để cho người ta tôn trọng, để cho người ta nể nang. Đừng có để người ta coi thường mình. Cái điều đó mình rất là dạy. Ở đây tôi chỉ nói đơn giản một điều thế này nè. Chuyện con nít, cái chuyện tôi nói mấy bà nghe, dù là trường công, trường tư, trường nghèo, trường giàu, nó đều là con nít. Và nó là ở cái tuổi học trò. Con nít đánh nhau, khiều móc lẫn nhau là cái chuyện nó không có phải là xa lạ gì nữa. Nhưng cơ bản nếu như nhà trường hoặc là gia đình biết, thì mình sẽ ngăn chặn cái điều bạo lực học đường này ngay từ đầu. Và mình tìm hướng giải quyết để cho con của mình không rơi vào những tình trạng xấu, như là mấy đứa nhỏ nó sẽ bị trầm cảm, như là này kia cái nọ. Đó là cái và mình tìm cách để mình giải quyết những cái mâu thuẫn của các cháu. Đừng có bao giờ, ở đây tôi dùng cái từ đừng bao giờ dung túng cho con mình bằng cách là binh vô tội dạ và không biết cái câu chuyện xảy ra nó như thế nào. Chỉ đơn giản tôi nói mấy bà thôi, một mà chọi bốn, hỏng chột cũng què, nhưng cuối cùng bốn con kia mặt mày trầy trụa hết.
Cái con nhỏ này tại sao? Nếu như, tôi nói nếu như nó không có học giỏi đi, nó không có nghề trong mình đi, thì nó cũng mềm xương với bốn đứa này rồi. Mấy bà nghĩ đi, bốn đứa mà nó tác động vật lý một đứa. Trời ơi, tôi nói mấy bà nghe nha, dù con đó đó nó có dữ dằn cỡ nào, con đó nó có ra nó mạnh cỡ nào, thì làm sao nó làm lợi bốn đó? Chỉ đơn giản cái điều đó thôi, mấy bà thấy đi, là trong câu chuyện này nó cũng bất hợp lý rồi. Vậy mà mấy bà vẫn cái nói đi hổm rài, tôi coi trên mạng có nhiều má vẫn binh vô tội dạ, vẫn đu vẫn đeo, tôi không biết làm cái gì. Mình là những người có ảnh hưởng trong xã hội là cái gì? Có nghĩa là cái clip của mình được nhiều người coi, thì ít nhiều mình nói cái gì nó phải cho đúng. Chứ không phải mà mình nói mà theo cái kiểu giống như là đu trend, hễ trend hot cái mình đu, để với những cái mục đích khác của mình. Là tôi tuyệt đối phản đối điều này. Và đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ. Làm ơn làm phước, có câu chuyện gì xảy ra, mình làm ơn mình đừng có giãy nảy. Trước tiên là mình phải hỏi con mình, sau đó mình tìm cách nào đó, dù biết con mình bị quánh như vậy, nói dùng cái từ là ủa, con của tôi đẻ ra, đó là con cưng của tôi, mà trời ơi tự nhiên quánh con tôi vậy, nghĩ sao mà tôi không xót. Nhưng cái gì nó cũng phải có lý do của nó. Thí dụ bốn đứa mà nó tác động vật lý một đứa, cái điều đó là mình dậy nảy đúng. Đằng này một đứa mà nó tác động vật lý bốn đứa thì thấy đi, nó đã bất hợp lý rồi. Cho nên nếu như cái con nhỏ đó nó không có nghề, ủa cơ bản thôi, nhào vô quất tao thì tao phải có cái sự tự vệ thôi. Ở đây tôi nói tôi không binh, tôi không binh bên nào hết quý vị. Nhưng tôi chỉ nói cái phải cái quấy. Và tôi hy vọng rằng trong cái clip này, nếu như mấy bà có nghe được, thì mấy bà làm ơn làm phước, mấy bà có binh con mấy bà, mấy bà thương con mấy bà, thì ít nhiều mấy bà phải tìm hiểu câu chuyện cho rõ ràng ngọn ngành. Để không thôi mình binh, người ta dòm vô nếp đó, bây giờ sự thật phơi bày, coi phải cảm thấy xấu hổ không? Chứ nếu là tôi nói thiệt tôi xấu hổ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cơ bản mình binh con một cách quá mù quáng. Cái gì nó cũng phải có cái rõ ràng của nó nha. Làm như vậy nó tổn hại đến cái con bé kia chứ. Nào là địa chỉ cũng biết rồi, nào là bao nhiêu một ngày, bao nhiêu tin nhắn, nhắn tin vô cho con nhỏ. Trời, tôi nói thiệt quý vị nha, người lớn mình bị áp lực vậy còn muốn ti ba chao nữa, huống hồ chi đứa con nít nó ăn chưa no, nó lo chưa tới. Đó, thì mình cứ nghĩ đi, cơ bản nó vẫn là một đứa con nít, nó đồng tuổi với con của mình thì nó vẫn là con cháu. Nói như vậy thì có giống như là quá từ thiện, quá từ tâm, chứ không phải. Nếu như thật sự con bé kia nó mà tác động vật lý đến bốn bé này, mà nếu như con bé một chọi bốn mà con bên một quá nó sai á, thì mình vẫn phải kêu nó lại để giải quyết rõ ràng. Còn nếu nó không giải quyết rõ ràng thì còn cha mẹ nó, mà cha mẹ nó binh con nó luôn, thì còn nhà trường, còn chính quyền. Nó đơn giản lắm, đừng có cái gì, đừng có ào ào nha. Rồi hôm bữa tôi có coi một cái clip của một cái má kia cũng binh mà nói vậy nè. À trời đất ơi, cho con nghĩ sao ngu quá vậy, cho con học cái trường quốc tế gì đâu mà năm tới 600-700 triệu. Ê nó nghe nè, không có tiền thì câm cái mỏ lợ. Giống như người ta vẫn nói cái câu là con vua thì được làm vua nhắc lợi nè, con sải ở chùa thì quét lá đa. Có nghĩa là cái thời buổi bây giờ đó, người ta có nghĩa là thí dụ bản thân người ta đi, hồi nhỏ người ta đã gọi là không có học hành đàng hoàng, không học hành đến nơi đến chốn, hoặc là người ta bị cái gì đó hồi tuổi trẻ, người ta cái đường học vấn của người ta thế này thế nọ thế kia, hoặc là cơ bản thôi người ta có tiền, người ta muốn cái gì cũng cho con người ta tốt nhất hay nhất. Ủa mắc cười quá, giờ có tiền cho con đi học trường 600-700 triệu, tụi bay cũng đu vô, tụi bay chửi người ta. Cái đó là nghịch lý và vô lý nha. Nói chung là cơ bản người có tiền
Người ta muốn làm cái gì tốt cho con người ta, đó là cái quyền của người ta. Tụi bay không có cái quyền gì, tụi bay xía vô, tụi bay xử bỉ hết trơn á nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là đừng bao giờ dùng cái từ vậy nè. Trời ơi, tưởng đâu là trường quốc tế, ở trong đó học sinh nó này kia cái nọ, nó đàng hoàng. Chứ tôi đâu có về, tôi tưởng đâu là mà mấy cái trường tư thục, mấy cái trường bình dân, con nít nó mới quánh lộn quánh lạo, ai về trong trường Tây, trường gọi là hiện đại mà con nít cũng quánh lộn. Đụng đi mẹ mày, nó cũng con người, nó cũng có những cái sân si của tuổi mới lớn, nó cũng có những cái tâm lý chao đảo của tuổi mới lớn. Tụi bay ăn quần què, tụi bay ngu dữ thần ơn vậy. Nói cái gì nó cũng phải có hành, có chấn, có đầu, có đuôi, có gốc, có ngọn. Không phải muốn nói cái gì là nói nha. Clip trong này thấy hay chia sẻ, nói ít mấy bà hiểu nhiều. Một câu cuối cùng khuyên chân thành cho chư vị nè, khi mà xảy ra sự việc gì đó nha, là khuyên về vấn đề là bậc cha mẹ, khi xảy ra sự việc gì đó mình cứ từ từ mình giải quyết, không sao hết, chuyện đâu nó còn có đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là khuyên mấy con đĩ YouTube nè, khuyên mấy con đĩ Facebooker nè, top top cơ nè, đó mấy con mà có sức ảnh hưởng tới trên mạng xã hội, đừng bao giờ nha, đừng bao giờ lợi dụng mạng xã hội để tung hô, để nói những điều không có thật. Muốn nói thì phải nói cho nó đúng. Bây giờ sự việc xảy ra nhục không? Chứ tao nhục cho tụi bay lắm á. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.